Hi chào, chào mừng em quay trở lại kênh Cây Thêm. Ở video này mình sẽ review một sản phẩm đồ chơi nhá. Đây, bộ con quay mini này, cái bled kèm. Nói chung là cái bộ sản phẩm này đang được rất là nhiều bạn gọi là mua ấy. Đấy, bộ con quay này mình thấy khá là nhiều người mua bộ này, nổi tiếng và có nhiều loại nhá. Thì đây là một cái bộ mini thôi, có cái bộ to, cái bàn nó to, chơi mới đã cơ. Đây thì hôm đấy mình săn được cái giá là 1.000. Ship 22.000, đây tổng 23.800, 24.000. Đồ chơi 1.000. Rồi xem nó như thế nào trên Shopee đây. Cái pin thì có mỗi cái mã vạch thôi. Đó. Úi, nhỏ vẽ trưởng, thì mini mà anh em, không đòi hỏi gì. Đấy, thì nếu mà không phải 1.000 nhá, mà giá gốc của nó là 99.000, chúng ta sẽ xem có mua được không. Đấy, shop đang bán giá 99.000 và mình săn được 1.000. Đấy, xem nào. Đây, hộp sản phẩm. Nói chung là mình chưa biết chơi trò này. Bay Blade, không phải K Blade. Đấy, cho trẻ em trên 6 tuổi này. PMP01VN. Random sân vận động ngẫu nhiên à. Đấy, đây thì là màu xanh. Ở đây có những chú ý cảnh báo có tiếng Việt anh em. Người làm không chơi với sàn đấu gì đấy. À, không chơi con quay ve Blade Blast trên sàn đấu này. Đó. Đây là cái trò chơi của Nhật Bản. Anh em Nhật Bản thì những cái trò chơi rất là nổi tiếng, có cả trò hai người, lời thoại ít. Đấy. Và nhòi những cái trò chơi vận động sức khỏe. Đó. Rồi anh em mua sản phẩm này mình để link mua dưới video nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có gọi được cái sàn đấu đi. Cái võ đài siêu mỏng cánh rồi, bấm vào này lõm luôn, mỏng vãi trưởng luôn, sợ cũng thích. Mỏng ở đây có gì đây, bếp lên thế đâu. Và ở đây nói chung là nó như một cái chậu nhựa mỏng ấy, để anh em trồng cây ấy, chả khác gì. Lại cảnh báo này, cẩn thận không đập đầu vào nhau này. Này thì chắc là mỗi người chơi một lần, rất là mỏng nhá. Mỏng này. Rồi đây là cái con quay anh em, thì như là có nhiều loại đây. Đấy, lại cảnh báo tiếp. Đấy, cách để chúng ta dùng con quay đó. Đấy, thì như là quay xong rồi đập vào nhau rồi con nào dừng thì thua. Thấy không? Giờ bác ta xem chơi như là mình chưa hình dung được, nói chung là mình chưa chơi trò này bao giờ. Thấy nhiều người review rồi. Cái loại to ấy, loại to chơi thì vui hơn. Loại nhỏ này thì phù hợp cho các bé. Đấy, anh em làm mà ô, cái này nó hoàn thiện khá tốt này. Đó, hoàn thiện tốt chưa. Đấy, ở đây nữa này. Chỉ là nhựa thôi. Đấy, hai cái nhựa này, ba cái miếng nhựa. Đó. Và một cái để chúng ta giật để quay. Để mình nghiên cứu xem chơi như nào đã. Chứ biết chơi, cái này để giật. À, cái này anh em không biết, anh em còn nhớ cái trò huyền thoại tuổi thơ không? Đây, kiểu chúng ta giật này thì xe đạp nó sẽ chạy ấy. Đó, bây giờ không biết có shop nào bán cái trò xe đạp hay không. Tuổi thơ dữ dội thì biết trò đấy đấy. Ok, sau một hồi mày mò thì đây. Đầu tiên anh em sẽ lắp cái này vào này. Lắp cái miếng nhựa da cam này vào, xoáy vào như này. Ok, chúng ta sẽ có cái gọi là cái đinh ấy. Đấy, cái chỗ để quay nhọn này. Xung quanh thiết kế bằng nhựa, nói chung là cũng thiết kế nó cũng khá là bắt mắt. Trên này là cái bánh răng để chúng ta xoay lắp vào đây. Đấy, thì anh em sẽ để đúng cái chiều như này nhá. Chúng ta sẽ luồn như này. Đấy, luồn vào cái lỗ ấy. Đấy, không phải là chỗ này nhá, mà vào chỗ này. Đấy, nó mới chuẩn. Đấy, quay nó mới tít. Đó, đây là mặt sau này. Chúng ta sẽ để cái bánh răng này vào đây. Đấy, như này là hoàn thành một bộ. Đó. Và chúng ta sẽ kéo ra để xoay như này. Đấy. Như này anh em. Ok chưa? Rồi bây giờ để như này và bắt đầu giật. Chui ui, mình chơi quá đỉnh cao luôn, bắt đầu ăn ngay. Thì cách chơi đánh bật thì như đánh bật mọi đối thủ ra ngoài sàn đấu kiểu như vậy. Đó. Lúc đầu mình không biết cách thì mình để như này. Đó. Cái này không chuẩn anh em, phải để cái lỗ ở đây mới chuẩn. Đó. Quay tít thò lò luôn, khá là lâu ấy. Được, được của nó anh em ạ. Tuy mini mà
Này các bé chơi cũng thích thì mình đọc comment ở link mua của shop ấy, thấy nhiều bạn nhiều phụ huynh mua cho bé chơi cũng rất thích sản phẩm này, tuy nó mini, còn những cái bộ đắt tiền mình không làm gì rồi. Ở đấy mini mà shop đang bán 99.000 đấy, đắt tiền thì mấy trăm nghìn cơ. Đấy, mà lại đây là một con thôi nhá, anh em phải mua nhiều con chơi nữa. Đấy, quay hơi bị tiết luôn, tiết thò lò luôn. Đấy, nó đập đập mà nó vẫn quay anh em ạ, đấy, vẫn quay luôn, kinh dị vãi, vẫn quay. Đấy, cái sàn này nó làm bằng nhựa, kiểu nhựa mỏng, độ ma sát của nó khá là tốt. Đấy. Rồi, đã chết. Ok, ở đây chúng ta sẽ để bốn con quay như này, bốn người chơi. Rồi, một cái trò chơi mình thấy là rất là hot hiện nay, anh em có thể mua để trải nghiệm. Bộ to bộ nhỏ thì tùy anh em nhé, mình để link mua dưới video. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Thế trong video này mình đã giới thiệu nhanh bộ sản phẩm con quay Beyblade. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình nhé. Anh em thì sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn video, bye bye. Còn trò gì hay hay anh em comment bên dưới để mình mua nhỉ. Trò này vui phết.